Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Top Car VN. Trước mắt quý anh chị các bạn là chiếc xe Toyota Vios, chiếc xe sedan trong phân khúc cỡ B cực kỳ phổ thông của bên phía Toyota. Và trong video ngày hôm nay, ngày 28 tháng 11 năm 2024, Top Car VN sẽ cập nhật về chính sách giá bán hàng khuyến mại tại thời điểm này có sự điều chỉnh thay đổi mới nhất, tốt nhất có thể dành cho từng phiên bản của Toyota Vios. Những ưu đãi về gói quà tặng phụ kiện như dán kính cách nhiệt, trải sàn da hay là camera hành trình, rồi là được tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ và mức giá lăn bánh mới nhất dành đến với những anh chị, những khách hàng nào đã và đang quan tâm theo dõi về cái chiếc xe này. Đầu tiên phải cập nhật về tình hình xe giao trước. Đây là một chiếc xe mà tại thời điểm này xe giao ở trong tháng 11 này đã hết rồi anh chị nhá. Gần như là khách hàng cũng đã lấy xe về rồi, vì đâu đó còn khoảng tầm 1-2 ngày nữa thôi là kết thúc tháng rồi. Bây giờ chúng ta ký về Toyota Vios, dù bất cứ một cái phiên bản nào sẽ ký trong tháng 12, mà sang tháng 12 thì chính sách về thuế sẽ có sự thay đổi và chương trình khuyến mại mình sẽ cập nhật luôn tại thời điểm này để anh chị chúng ta xem xét và cân đối mức tài chính khi mà quan tâm về Vios, một chiếc xe cỡ B với 3 phiên bản đang phân phối, trong đó thì có 1 phiên bản số sàn và 2 phiên bản số tự động. Vios thì nó sử dụng là máy 1.5 hút khí tự nhiên dẫn động cầu trước. Vios sử dụng hộp số tự động vô cấp CVT, vận hành mượt mà và chiếc xe này thì rất là tiết kiệm nhiên liệu. Không gian bên trong cũng rộng rãi thoải mái, option thì cũng không thua kém bất cứ một cái chiếc xe nào. Tại thời điểm này, cụ thể chính sách của từng phiên bản và lăn bánh tốt nhất được như thế nào, mình xin phép cập nhật nhanh luôn để anh chị chúng ta xem xét. Đầu tiên là chiếc xe Toyota Vios phiên bản số sàn. Phiên bản này thì dạo gần đây cũng ít khách hàng quan tâm, do là cái phiên bản số sàn thì thường định hình dành cho khách hàng mà kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ. Bản này thì đang niêm yết đề xuất là 458 triệu đồng, đại lý giảm về tiền mặt là 14 triệu đồng, tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ, tặng dán kính, tặng trải sàn và tặng camera hành trình. Giá xe còn lại của nó là 444 triệu đồng. Lăn bánh ở tỉnh của nó là 495 triệu. Ở Hà Nội là 524 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 515 triệu đồng. Ở tỉnh là 495, ở Hà Nội là 524 và thành phố Hồ Chí Minh 515 theo phương án mà chúng ta lấy trả thẳng. Và nếu như mà lấy trả góp thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 139 triệu. Ở Hà Nội là 168 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 159 triệu đồng. Ở tỉnh là 139, ở Hà Nội là 168 và thành phố Hồ Chí Minh là 159 anh chị nhá. Nếu như mà chúng ta thích đi số sàn mà đòi hỏi một cái chiếc xe có option đầy đủ bậc nhất ở trong phân khúc thì nó chính là chiếc xe Toyota Vios luôn. Bên phía hãng, bên phía Toyota phân phối chiếc xe này gần như là option chúng ta cũng chẳng phải lăn tăn gì, dù là phiên bản số sàn. Ghế da, màn hình giải trí, cam lùi, đèn led luôn anh chị ạ. Túi khí cũng được trang bị đầy 3 túi khí. Tiếp theo mình cập nhật đó là Toyota Vios E CVT số tự động bản 3 túi khí. Niêm yết đề xuất của Vios E CVT là 488 triệu đồng. Dịp mình cập nhật video này, đại lý sẽ bán giảm giá là 15 triệu đồng tiền mặt, có tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ, có tặng dán kính, có tặng trải sàn và có tặng camera hành trình. Giá xe còn lại 473 triệu. Lăn bánh ở tỉnh của Vios E CVT là 530 triệu, ở Hà Nội là 560 triệu và thành phố Hồ Chí Minh 550 triệu đồng. Ở tỉnh là 530, ở Hà Nội là 560 và thành phố Hồ Chí Minh 550 theo phương án mà chúng ta lấy trả thẳng. Và nếu như mà lấy trả góp bản E CVT này thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 151 triệu, ở Hà Nội là 182 triệu và thành phố Hồ Chí Minh 171, tỉnh là 151, Hà Nội là 182 và thành phố Hồ Chí Minh 171 theo phương án mà chúng ta lấy trả góp. Sang phiên bản thứ 3 mình cập nhật về Toyota Vios đó là bản G. Bản G của nó thì là một phiên bản mà chúng ta đi gia đình hay chạy công việc đều ok luôn, vì option của nó đầy đủ. Nó có cả những cái tính năng an toàn trong gói Toyota Service Center nữa. Niêm yết đề xuất của bản này đang là 545 triệu. Đại lý sẽ giảm giá về tiền mặt được là 18 triệu đồng tiền mặt, có dán kính, có trải sàn, có cam hành trình, có bảo hiểm thân vỏ. Giá xe còn lại của bản G này là 537 triệu. Lăn bánh ở tỉnh của đó là 598 triệu đồng. Ở Hà Nội là 630 triệu và thành phố Hồ Chí Minh 618 triệu đồng. Ở tỉnh là 598, ở Hà Nội là 630 và thành phố Hồ Chí Minh 618 anh chị nhá.
số lượng khách hàng ký chờ trong tháng 12 mình thấy cũng khá nhiều rồi. Mà bản G này là một cái phiên bản cũng rất là ăn khách và được nhiều người ký. Nếu như mà lấy trả góp bản G của Vios này thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 166 triệu. Ở Hà Nội là 196 triệu và thành phố Hồ Chí Minh 186, tỉnh là 166, ở Hà Nội là 196 và thành phố Hồ Chí Minh là 186 theo phương án mà chúng ta lấy trả góp. Đó là 3 phiên bản, 3 chương trình khuyến mại về giảm giá, về quà tặng, về tặng bảo hiểm và mức giá lăn bánh tại thời điểm mà mình cập nhật cái video này đã thay đổi rất nhiều so với thời điểm trước rồi. Anh chị là khách hàng nào mà chúng ta quan tâm về Toyota Vios, thích một chiếc xe bền bỉ, rộng rãi, cũng khá là rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu, điều hòa mát sâu, thì có thể là tham khảo về Vios bằng cách qua lái thử xem xe trực tiếp, quyết định cho nó dễ bằng cách gọi giúp mình theo cái số hotline bên dưới góc trái mình ở đây. Ở miền Bắc thì nhiều quý chú các bạn hãy gọi hotline miền Bắc, thì còn ở miền Nam thì nhiều quý chú các bạn hãy gọi hotline ở miền Nam.